Vụ giáo viên bị học sinh ném dép, giáo viên là nạn nhân bạo lực học đường. Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, vụ việc giáo viên bị học sinh ném dép ở Tuyên Quang là bạo lực ngược, học sinh bạo hành đối với giáo viên và hậu quả sẽ rất khôn lường. Giáo viên là nạn nhân trước mắt, học sinh là nạn nhân lâu dài. Sau khi xem clip giáo viên bị học sinh ném dép văng tục xảy ra tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội Ủy viên ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam bày tỏ Tôi cảm thấy rất bất bình và đau buồn Dựa trên các clip lan truyền trên mạng xã hội Luật sư Cường nhận định đây là một vụ việc bạo lực học đường dạng bạo lực ngược Trong đó giáo viên là nạn nhân và người gây nên bạo lực học đường là học sinh độ tuổi trung học cơ sở Xong, hành vi của giáo viên cũng không phù hợp với môi trường học đường Rõ ràng, hành vi ứng xử của giáo viên và học sinh trong các clip này là rất bất thường Không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội không phù hợp với kỷ luật trong hoạt động giáo dục ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường cũng như hoạt động giáo dục nói chung. Đồng thời những hành vi của học sinh có nguy cơ xâm phạm sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của giáo viên. Ở trường ngược lại, chính những hành vi đó tác động tiêu cực đến sự phát triển, hình thành nhân cách của học sinh là trẻ em trong môi trường này. Sẽ là rất nguy hiểm nếu như học sinh coi thường thầy cô giáo, tấn công lại thầy cô giáo ngay tại lớp học. Nếu hiện tượng này diễn ra liên tục, kéo dài thì sẽ hình thành nên ý thức coi thường pháp luật, coi thường danh dự nhân phẩm của người khác thực tiễn cho thấy những đứa trẻ sống trong môi trường bạo lực chứng kiến cảnh bạo lực thường xuyên cảnh người khác bị coi thường bị đánh đập hành hạ hoặc tiếp xúc với trò chơi bạo lực thì sẽ có suy nghĩ nhận thức thiếu chuẩn mực rất dễ thực hiện các hành vi lệch chuẩn xâm phạm đến thân thể của người khác bởi vậy cần đấu tranh loại bỏ bạo lực học đường đặc biệt là bạo lực xảy ra giữa thầy cô giáo và học sinh khi để xảy ra bạo lực ngược học sinh bạo hành đối với giáo viên thì hậu quả sẽ rất khôn lường giáo viên trở thành nạn nhân trước mắt còn học sinh sẽ trở thành nạn nhân lâu dài Hành vi đó sẽ tác động tiêu cực đến nhân cách, đạo đức của học sinh và biến những đứa trẻ thành những con người hư hỏng, luật sư Đặng Văn Cường đánh giá. Cần làm rõ diễn biến mối quan hệ giữa giáo viên và các học sinh. Ông Cường cho rằng những thông tin qua các clip cũng như trên không gian mạng chỉ là một phần sự việc. Để có kết luận chính xác và có hướng xử lý phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan chức năng cần vào cuộc để có thông tin đầy đủ, đa chiều, khách quan làm rõ diễn biến mối quan hệ giữa giáo viên và các học sinh trong lớp. Nhiều câu hỏi được đặt ra từ các đoạn clip lan truyền trên mạng là giáo viên này giảng dạy từ bao giờ, quá trình giảng dạy có hoàn thành nhiệm vụ hay không, việc duy trì kỷ luật giảng đường có được thực hiện như thế nào, nguyên nhân nào dẫn đến hàng loạt học sinh vô lễ, thiếu tôn trọng giáo viên như vậy, phản ứng của giáo viên khi học sinh ném giấy vào người, ném dép vào mặt như vậy đã phù hợp hay chưa? Giáo viên này cũng cần giải thích vì sao lại cầm dép đuổi học sinh chạy quanh lớp như clip trên mạng xã hội. Về nguyên tắc, giáo viên sai thì phải xử lý giáo viên, học sinh sai thì phải kỷ luật học sinh. Để xảy ra sự việc lộn xộn như vậy, còn có phần trách nhiệm của giáo viên và lãnh đạo nhà trường." Luật sư Cường nêu ý kiến. Ông Cường cung cấp thêm thông tin. Theo quy định tại điều 22 Luật Giáo dục, các hành vi bị nghiêm cấm trong trường học bao gồm: xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học, xuyên tạc nội dung giáo dục, gian lận trong học tập, kiểm tra, thi tuyển sinh, hút thuốc, uống rượu bia, gây rối an ninh trật tự. Tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi vi phạm luật giáo dục sẽ bị xử lý kỷ luật, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. So với các hình thức kỷ luật học sinh trước đây, các hình thức xử lý kỷ luật học sinh hiện nay nhân văn hơn. Cụ thể theo khoản 2, điều 38, thông tư 32 2020, thông tư Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về các hình thức xử lý kỷ luật học sinh như sau: Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm, khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm, tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài các hình thức xử lý kỷ luật nêu trên, pháp luật không cho phép giáo viên, cán bộ giáo dục hoặc cơ sở giáo dục được phép thực hiện các hình thức kỷ luật nào khác, đặc biệt là nghiêm cấm sử dụng bạo lực để thay cho các hình thức xử lý kỷ luật. Luật sư cường cho rằng nếu giáo viên và nhà trường vận dụng triệt để các biện pháp này có thể tác động kịp thời tới nhận thức và hành vi của học sinh, thể hiện sự răn đe cũng như tác dụng giáo dục, đạo đức nhân cách, ý thức chấp hành kỷ luật của học sinh. Nếu giáo viên không biết hành vi nào của học sinh là vi phạm kỷ luật, khi hành vi vi phạm kỷ luật xảy ra cũng không biết phải xử lý như thế nào cho đúng quy định của pháp luật và kỷ luật học sinh thì rõ ràng lỗi thuộc về giáo viên. Thay vì xử lý kỷ luật học sinh theo quy định của pháp luật thì giáo viên lại ném dép, xua đuổi học sinh chạy quanh lớp như trong clip thì rõ ràng hành vi này như đổ dầu vào lửa, càng khuyến khích kích động hành vi vô lễ của đám học sinh tuổi mới lớn. Bởi vậy, kỹ năng ứng xử tình huống của giáo viên trên lớp rất quan trọng. Giáo viên có được tôn trọng hay không, giáo dục có hiệu quả hay không, phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng sư phạm, kỹ năng xử lý tình huống có vấn đề trên lớp. Nếu giáo viên và nhà trường không áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật và pháp luật cho phép, lại sử dụng bạo lực để đáp lại hành vi vô lễ thì rõ ràng lớp học sẽ trở thành cái chợ mà ở đó thầy không ra thầy, trò không ra trò. Trong vụ việc này cần phải đánh giá một cách khách quan, toàn diện, phải có thông tin đầy đủ từ phía cơ quan chức năng thì mới có kết luận chính xác và có hướng xử lý phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm lập lại trật tự kỷ cương cho môi trường học đường, tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh văn minh, đảm bảo nơi làm việc thuận lợi, có văn hóa cho giáo viên và môi trường học tập văn minh, hướng thiện đối với học sinh. Luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm. Trường Đại học Hoa Sen ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo quy chế của trường, nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư, sinh viên sẽ bị buộc thôi học. Quy chế người học vừa được trường Đại học Hoa Sen thành phố Hồ Chí Minh ban hành đầu tháng 11 năm 2023 có tất cả 28 nội dung vi phạm bị xem xét kỷ luật bốn mức kỷ luật là khiển trách cảnh cáo đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học tùy vào hành vi mức độ số lần vi phạm sinh viên sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đến bị buộc thôi học và giao cơ quan chức năng xử lý Đặc biệt sinh viên hoạt động mại dâm sẽ có các hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học, trong đó hoạt động mại dâm lần 1 bị khiển trách, lần 2 bị cảnh cáo, lần 3 bị đình chỉ học có thời hạn và lần 4 sinh viên sẽ bị buộc thôi học. Cũng theo quy định này nếu nghiêm trọng sẽ giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Đối với hoạt động chứa chấp môi giới mại dâm, chỉ một lần vi phạm sinh viên sẽ bị buộc thôi học. Ngày 5 tháng 12, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết phiên đấu giá biển số ô tôi lần thứ hai sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 12. Theo danh sách được công bố trong ngày đầu tiên sẽ có loạt biển số ngũ quý được đưa ra là 51K99999 ở Thành phố Hồ Chí Minh, 12A. 22222 ở Lạng Sơn, 15C44444 ở Hải Phòng và 19C22222 ở Phú Thọ. Đồng thời, một số biển sảnh tiến cũng được đưa lên sàn là 19A56789 ở Phú Thọ và 51 L01234 ở thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng tham gia đấu giá cần đăng ký và nộp tiền hồ sơ cùng tiền đặt trước, thời hạn đăng ký là 16 giờ 30 ngày 13 tháng 12. Ngày 16 tháng 12, thời gian của một cuộc đấu giá biển số sẽ được giảm từ 60 phút còn 30 phút. Công ty đấu giá cho hay việc thay đổi thời gian nhằm phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức cuộc đấu giá, giúp tiết kiệm thời gian. Trong trường hợp chỉ có một người đăng ký và đủ điều kiện tham gia đấu giá, thì biển số xe ô tô được chuyển nhượng thẳng cho người đó và không tổ chức cuộc đấu giá như trước đây. Người chúng đấu giá trong trường hợp này sẽ nhận được thông báo và biên bản xác nhận. Họ cần vào xác nhận biên bản đấu giá trong 120 phút. Thưa quý vị, ngày mùng 5 tháng 12, ông Bùi Văn Thắng, 62 tuổi, giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ đã bị công an tỉnh Bình Định khởi tố cho tại ngoại để điều tra về tội lợi dụng chức quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Bùi Văn Thắng bị cáo buộc khi là giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ đã xin doanh nghiệp 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án nhưng lại chi tiêu cho đơn vị cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án phong tỏa tài khoản của cựu giám đốc ban quản lý rừng để làm rõ sai phạm này và một số nguồn tiền khác diễn biến sự việc xảy ra khi làm dự án nhà máy điện mặt trời phú mỹ chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng hỗ trợ bồi thường đất xong cho người dân nhưng ban quản lý rừng phòng hộ do ông thăng làm giám đốc đã xin thêm tiền từ doanh nghiệp để hỗ trợ người nhường đất cho dự án tuy nhiên ông thăng sau đó không đưa tiền cho người dân theo cam kết mà dùng vào chi tiêu của đơn vị các khoản này không có chứng từ sổ sách và không đúng mục đích. Nhà máy điện mặt trời Phú Mỹ khởi công năm 2020, diện tích là 325 ha, quy mô lớn nhất miền Trung với công suất 330 MW, tổng đầu tư 6.500 tỷ đồng.